Hello, tao chào hảo, xin chào tất cả các bạn Hôm nay Emin và các bạn sẽ tìm hiểu một chủ đề Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu những biển hiệu Những biển hiệu mà chúng ta sẽ thường gặp Trong tiếng Trung có một từ nói về biển hiệu đó chính là Biểu trữ Biểu trữ trữ là biển hiệu Chú ý Chú ý Chú ý". ý Âm Việt là chú ý và đây là biển hiệu Thường là sẽ là báo hiệu Có một vấn đề liên quan đến nguy hiểm Thường là nguy hiểm hoặc là Chúng ta cần phải lưu ý Thì sẽ có cái biển hiệu này Chú ý ý dễ trung ý dễ trung Ính dễ Ính dễ là kinh doanh Nó là hoạt động kinh doanh Và trung là trong Có nghĩa là đang Ính dễ trung nghĩa là đang kinh doanh thính ứng nghệ tràn thính ính nghệ tràn thính là tạm dừng tràn thính ứngệ nghĩa là tạm dừng kinh doanh bạn các bạn lưu ý, ý là ở Đài Loan sẽ đọc là chọn à, ZH còn ở Trung Quốc đại lục thì là chàn tràn, tràn thính ính nghĩa và trànthỉ ứng hoặc là tràn thính ứng nghệ tộc khởi chuẩn Tây Trung chuẩn bị chung chuẩn bị chuẩn bị là chuẩn bị chuẩn bị chung là đang chuẩn bị siêu xí chung siêu xí chung siêu xí nghỉ ngơi siêu xí chung là đang nghỉ ngơi tả dáng tả dáng tả dáng tả dáng là đóng cửa Ví dụ như cửa hàng người ta làm từ sáng cho đến tối thì đến tối người ta nghỉ kinh doanh không làm nữa là đóng cửa thì sẽ có thể sẽ treo cái biển là tả giáng hoặc có một từ khá là phổ biến như là cua nén pu tả giáng cua nén pu tạ giáng cua nén là tết là tết âm lịch đó xuân chứa pu tả giáng là không đóng cửa tết thì không đóng cửa hoan ứng tham quan hoan ứng tham quan hoan ứng hoan ứng là hoan nghênh có cái cụm từ là hoan ứng quang lính đúng không hoan ứng tham quan tham quan là tham quan hoan nghênh tham quan và bên dưới này có một từ là chỉnh u pai trào chỉnh u pai trào pai trào pai trào là chụp ảnh, quay phim, chụp ảnh, hai ha? chạo chỉnh u hai chạo nghĩa là không được chụp ảnh, quay phim, cấm chữ thông xính, cấm chữ thông xính, chữ, cấm chữ là cấm rất là nhiều biển hiệu các bạn để ý là biển hiệu cấm thì sẽ có từ cấm chữ phía sau nó là một việc cấm cấm chữ là cấm cấm chữ thông xính thông hành nghĩa là đi qua nó chỉ chữ thông xính nghĩa là cấm đi qua hoặc là chỉ chữ ru nảy ru này nhập nội nghĩa là đi vào chỉ chữ ru này nghĩa là cấm đi vào trong chỉ chữ si CN si là hút thuốc và chỉ chữ si nghĩa là cấm hút thuốc Chỉnh u tá rảo Chỉnh u tá rảo Tá rảo là làm phiền Chúng ta hay có cụm từ là tá rảo ý xạ đúng không? Làm phiền một chút đó à, Tá rảo Chỉnh u tá rảo là xin đừng làm phiền Chu khẩu Chu khẩu Xuất khẩu Chu là xuất là đi ra ngoài Khẩu là lối là cửa như vậy là chu khẩu nghĩa là lối thoát lối ra đây chúng ta có cụm từ an chén chu khẩu lối thoát an toàn an chén an toàn ngược lại chúng ta có từ du khẩu đúng không? du khẩu nhập khẩu à, du khẩu nghĩa là lối vào và chu khẩu nghĩa là lối ra thôi thuê, thôi là đẩy, nó, hành động đẩy, thuê. ở các cánh cửa, thì có một vài cánh cửa, thì sẽ là đẩy vào trong hoặc là kéo ra ngoài, người ta có thể, uh, dán cái biển thuê, hoặc là, ngược lại là la, à, la, la là kéo, nó, la, la tung si, kéo đồ đó, la. xới sổ quan mấn, suối sổ quan mấn suối sổ suối trong từ, suối biển suối biển là tùy tiện tùy ý tiện như vậy là suối sổ là tiện tay là tiện tay sổ là tay quan mấn quan là đóng mấn là cửa quan mấn là đóng cửa suối sổ quan mấn là tiện tay đóng cửa ở các cánh cửa ấy cũng hay có từ này là suối sổ quan mấn để còn nhắc nhở chúng ta là đi qua thì chúng ta sẽ đóng cửa luôn. Đó, chỉnh sới sổ quan mấn. À, xin xin hãy đóng cửa vào. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo.